đốn chủ Huệ, Tô sẽ là nhà vô địch đốn trụ. Nguồn tin nội bộ đang đợi kiểm chứng cho biết vào ngày 17 tháng 4, Vương Đình Huệ bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương triệu tập lên làm việc. Kết quả sau hai buổi làm việc, Vương Đình Huệ viết đơn xin từ chức như kịch bản đã diễn ra với ông Võ Văn Thưởng. Nếu đây là thông tin chính xác thì sẽ có rất nhiều cuộc họp bất thường mà Trung ương Đảng và số đó là cuộc họp của Quốc hội hiện nay thông tin ông vương đình huệ viết đơn từ chức bị nhà cầm quyền cộng sản việt nam ngăn chặn không cho phép lan tỏa trong nước giả sử đây là tin thất thiệt thì cần gì phải chặn đến như thế còn nếu là tin đúng sự thật thì trước sau gì cũng phải công khai trên báo chí của nhà nước cho nên việc nhà cầm quyền ngăn chặn tin đồn là động thái thừa chỉ càng làm cho người dân thêm tò mò rồi rủ nhau vượt tường lửa đọc tin tức của báo chí tự do. Thông tin nội bộ cho biết, chiều ngày 17 tháng 4, Vương Đình Huệ đã viết đơn từ chức. Nếu ông Huệ từ chức thì tứ trụ chỉ còn hai, đó là Tổng Bí Thư và Thủ tướng. Nếu Tô Lâm thực sự có thể làm cho Vương Đình Huệ ngã ngựa, thì người được ông Tổng chọn kế vị đã không còn cửa tranh chức Tổng Bí Thư. Tô Lâm sẽ rộng đường tiến thẳng đến chiếc ghế quyền lực cao nhất của Đảng ông Tô Lâm đã xỏ mũi Trần Cẩm Tú dắt đi trong vụ triệt hạ Võ Văn Thưởng. Bởi ông Tú mới là người lên danh sách kỷ luật trình bộ chính trị phê duyệt theo quy trình mà tổng trọng ban ra. Giờ đây, sau khi thành công hạ ông Thưởng, Tô Lâm quyết moi ra tội của Vương Đình Huệ theo những điều cấm của Đảng. Đến lúc đó, Trần Cẩm Tú cũng chỉ biết theo đuôi, vong tổng thì cũng đành bất lực. Tô Lâm đánh Vương Đình Huệ bằng chính vũ khí của ông nguyễn phú trọng đã dựng ra khi nhắm vào vương đình huệ tô lâm có thể hiện sự nguy hiểm của chính bản thân nếu ông phạm minh chính cũng có tham vọng tranh đoạt trước ghế tổng bí thư với tô lâm thì cũng nên phải cẩn thận có thể là sự thỏa hiệp với tô lâm để mà ngồi vào ghế tổng bí thư còn ông phạm minh chính tiếp tục ngồi ghế thủ tướng thì cũng không phải thiệt thòi gì cho ông còn như quyết sống mái với tô lâm có khi phạm minh chính lại là nạn nhân tiếp theo của ông tô đại tướng nếu đốn được vương đình huệ thì đấy là thắng lợi lớn của tô lâm nhưng vẫn chưa đủ tô lâm cần phải dọn sạch nhóm nghệ an ra khỏi bộ công an đặc biệt là đối với phan đình trạc ông trạc cũng rất muốn lắm bộ công an để sau đó tranh hùng tranh bá với các tứ trụ cho bản thân ông và cho phe nghệ an của ông đứng ngoài tứ trụ mà đốn ngã tứ trụ thì mới chỉ là tô lâm làm được cũng bởi Tô Lâm nắm binh quyền trong tay nên mới có khả năng này. Cho nên ghế Bộ trưởng Bộ Công an cũng là chiếc ghế mà các phe nhóm đều muốn chiếm lấy để mưu cầu sự nghiệp chính trị cho riêng mình và phe phái của họ. Hạ xong Vương Đình Huệ, Tô Lâm thanh thang đường về đích. Thông tin nội bộ cho biết tiếp, ông Trọng vẫn thường xuyên phải kiểm tra máu tại Bệnh viện Quân y 108. Ở tuổi này cộng thêm di chứng sau những lần ngã bệnh trước đó, có thể nói việc kéo dài tuổi thọ đến hết nhiệm kỳ cũng là một vấn đề lớn đối với ông Nguyễn Phú Trọng. Tùy tuổi cao sức yếu nhưng ông Trọng khó lòng nhả ghế, đặc biệt là phải nhả cho một kẻ phản chắc như Tô Lâm thì ông lại càng không muốn. Tuy nhiên, một khi Tô Lâm đã dùng đến binh đao để mà tranh đoạt, át Tô Lâm cũng có biện pháp mà không cần ông Tổng Bí Thư phải tự nguyện trào ghế mà đã có ý đồ đoạt ghế thì không cần phải đợi đến hết nhiệm kỳ. Đặc biệt khi vây cánh làm nên sức mạnh trong tổng trước đây đã bị Tô Lâm sỏ mũi thì khả năng Tô Lâm đoạt ghế trước đại hội 14 là điều rất cao. Cách tranh đoạt ghế tổng bí thư của Tô Lâm sẽ gây thủ trúc oán không ít với nhóm lợi ích bị Tô Lâm tấn công. Nếu Tô Lâm đoạt được ngôi tổng thì vây quanh ông vẫn có rất nhiều kẻ thù trực trở rất có thể dù Tô Lâm ngồi ghế cao nhưng phải vất vả để chống lại vô số kẻ thù ẩn hiện trước mặt. Quý vị và các bạn có theo dõi trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin Đốn trụ Huệ, Tô Lâm sẽ là nhà vô địch đốn trụ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Chào các bạn và hẹn gặp lại lần sau. Cao tay, Tô Lâm lấy gậy ông Tổng phang vào ghế Chủ tịch Quốc hội. Vào ngày 13 tháng 3 vừa qua, ông Nguyễn Phú Trọng cho họp tiểu ban nhân sự đại hội 14. Trong phiên họp này, ông Trọng nói rằng kiên quyết không bỏ sót những người thật sự có đức, có tài, đủ tiêu chuẩn, đồng thời không để lọt vào ban chấp hành trung ương khóa 14, những người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, xu nịnh, chạy trọt, tham nhũng, quan liều, cục bộ, vận động cá nhân, phe cánh. Cho bắt Nguyễn Duy Hưng và câu lưu Phạm Thái Hà hai ngày để lấy lời khai là cách mà ông Tô Lâm cho moi ra bằng chứng về việc chạy trọt tham nhũng của ông Chủ tịch Quốc hội. Dùng chính tiêu chuẩn lựa chọn nhân sự rong trọng để ra để mà loại đệ tử ruột của ông là cách làm cao tay. Cách làm này khiến ông Tổng không thể nào bao biện cho được. Phạm Thái Hà, người được cho rằng có nhiệm vụ lùa dự án vào tay Nguyễn Duy Hưng. Phạm Đại Hà đã theo Vương Đình Huệ từ khi ông Huệ còn là tổng kiểm toán nhà nước. Vương Đình Huệ vốn là người có tiếng nói lớn ở Bộ Tài chính bởi ông từng làm Bộ trưởng Bộ Tài chính. Những đời Bộ trưởng Tài chính về sau đều là những người được Vương Đình Huệ nâng đỡ. Bộ trưởng Tài chính hiện nay là ông Hồ Đức Phước, cũng là một đồng hương nghệ an của ông huệ một nguồn tin ẩn danh đã cho chúng tôi biết khi một tỉnh cần xin vốn trung ương họ tìm đến phạm thái hà nhờ hà nói với vương đình huệ để ông huệ can thiệp cho trung ương rót vốn về khi vốn được rót về tỉnh vương đình huệ không để cho tỉnh tự ý sử dụng mà lại rút tỉa một phần thông qua nguyễn duy hưng và phạm thái hà phạm thái hà chính là người ra mặt đặt vấn đề với các quan đầu tỉnh để lấy gói thầu về cho Nguyễn Duy Hưng. Một khi Hà đã mang vốn từ Trung ương về cho tỉnh, thì các quan đầu tỉnh không thể từ chối tiếp yêu cầu của Hà là do gói thầu cho Nguyễn Duy Hưng. Đây là vòng tròn khép kín, xin vốn, rót vốn, lấy dự án và sau đó chia lại phần quả lại quả cho túi của kẻ chủ mưu. Tô Lâm đã cho bắt Nguyễn Duy Hưng và tạm giam Phạm Thế Hà tới 2 ngày để khai thác đường dây khép kín này khi có đủ bằng chứng về việc chạy trọt và tham nhũng thì đủ để Tô Lâm hạ Vương Đình Huệ. Vấn đề là hai đệ ruột của Vương Đình Huệ đã khai gì hay là quyết cầm miệng để bảo vệ chủ đây? Thành hay bại của Tô Lâm đều nằm ở chỗ khai thác bằng chứng từ Nguyễn Duy Hưng và Phạm Thái Hà. Nếu không khai thác được gì thì Tô Lâm không thể ép ông Trọng loại Vương Đình Huệ như đã làm với Võ Văn Thưởng cách đây không lâu số phận Vương Đình Huệ phụ thuộc vào lời khai của Nguyễn Duy Hưng. Việc Nguyễn Duy Hưng và Phạm Thái Hà phối hợp nhau xin vốn rồi lại thâu tóm dự án từ nguồn vốn đó, ai cũng biết là do chủ của hai nhân vật này đã sai khiến. Tuy nhiên, nếu hai người này nhận hết tội về mình và quyết không khai bất cứ sự dính líu nào về ông chủ quốc hội, thì là rất khó cho Tô Lâm. Không biết hai đệ tử kia của Vương Đình Huệ có trung thành hay không, hay là đệ tử bán luôn cả chủ nếu là đệ tử trung thành thì Vương Đình Huệ có thể thoát nạn, còn đệ tử bán chủ thì Vương Đình Huệ khó thoát khỏi đòn đánh của Tô Lâm. Mặc dù quyền lực chính trị của ông Nguyễn Trọng đã suy giảm sau khi ông Tô Lâm tạo phản, nhưng tiếng nói của ông Trọng trong bộ chính trị vẫn là mạnh nhất, vẫn được nhiều người nghe nhất. Quyền lực của ông Trọng đã yếu đi nhưng cái uy của ông vẫn còn. Như vậy chỉ có thể dùng những chiêu tiêu chuẩn do chính ông Tổng Bí Thư đặt ra để buộc ông phải kỷ luật Vương Đình Huệ nếu Tô Lâm có đủ bằng chứng đặt ra trên bàn. Canh bạc của Tô Lâm đang dồn hết vào Nguyễn Duy Hưng và Phạm Thái Hà, số phận của Vương Đình Huệ cũng phụ thuộc vào hai thuộc hạ này. Liệu rằng Tô Lâm thắng hay Vương Đình Huệ an toàn đây là câu hỏi đang được đặt ra. Chúng ta hãy cùng chờ xem, thời gian sẽ trả lời. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin Cao tay Tô Lâm lấy gậy của ông Tổng phang vào ghế Chủ tịch Quốc hội Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới Trung Khoa Thời báo chấm đề.